À, xin chào bạn nha. Hôm nay tôi sẽ làm món cá tầm nướng mắc khén kèm với lại là thì là và hành lá các bạn nhé. Gồm có gừng này, gừng và ớt, mắc khén, mì chính, hạt lêm. Đây tôi sẽ tiến hành làm các bạn xem nhé. Đây nha, chúng ta sẽ làm món này nhá. Đây, để mà ướp cá hôm nay thì tôi sẽ làm món cá tầm nướng hành thì là kèm với gừng và ớt và mắc khén này. Đây mắc khén đây, hạt lêm và mì chính. Hôm nay là cá tầm sẽ nướng mắc khén, hạt lêm, mì chính kèm với này là gừng, ớt. Gừng, ớt và hành thì là. Đây. Đây, hành thì là các bạn thấy à. Thái nó nhỏ ra. Món này dành cho là các đại gia ăn đấy nhá. Gừng. Gừng băm nhỏ đấy. Sang đây ăn một món cá này nó biết em ạ. Sang nhà bà vì lấy tí mẹ đưa kìa. Này, cái tay. Bật ngoài nha. Dạ. Không, anh để nguyên đấy. Anh cứ cho thật lửa, vẽ lửa cho em. Ơi. Đừng bao giờ cho thêm nước vào cháo thì để nguyên tí nó khó. Ngon nhỉ. Thế là một món mất rồi. Không. Đây không, đây nướng mà. Đây nướng vào tí mùa than nướng rồi. Mùa than cho vào. Nướng cả khúc rồi luôn nhé. Anh tí đi về phải nhắc này. Em đi kiếm cái rau cải cay. Rau cải cay. Rau cải vườn nhà bà Cường Hương để nhà gần thằng Dũng. Hơi đang nắng rồi. Đường cái cải cay. Cải màu vàng kia có cay không? Không cay đâu, sợ bé cơ. Lấy rau sạch kìa. Hả? Nhà này, em có cái rau cải mèo kia nhưng mà không biết có cay không, nhưng mà lông đấy. Lắm. Rồi đây, chính nó đây. Đâu, lá ấy. To hơn tí đi. Thế không có đâu, nhà em vẫn còn bé. Đấy là nướng à? Và làm nướng cả khúc luôn nhé, không hấp nhé. Vì ăn cuốn rau cải kia ngon đấy. Đây này không có xương răm đâu đúng không? Không, gì xương răm. Cá này chỉ có mới xương sống thôi. Anh chăn rồi. Cá này mới xương sống, nó thuộc dạng như kiểu cá chê ấy. Ăn rồi, sụn rượu vào. Nó bằng sụn. Nó sụn hết. Rồi mọi mang về để mấy con, 15, 16 con. Nhiều đấy. Nó mới mổ 4, 5 con, nó còn chục con rồi. Thế nha, được chưa? Ok chưa? Đấy. Anh phải xanh lợn đưa này ra, tí mít phải xanh ra được. Đây đây, đây đây. Cái dưới cái này dặn bên dưới bụng ấy. Chín hết. Rồi, bây giờ bắt đầu ướp. Cho vào lò và quay. Hạt lêm này, mắc khén này, mì chính này, đây nha, rồi các bạn nha, trong đây gia vị gồm có này, hành thì là gừng, ớt băm nhỏ và nó là mắc khén, mì chính, hạt lêm. Chúng ta cho đây, sau đó chúng ta trộn nó hỗn hợp lên nhá, và chúng ta tiến hành ướp cái khúc cá tầm kia để nướng ngày hôm nay. Chúng ta nhớ cho một ít tương ớt nhé, các bạn cho tương ớt vào để nhằm mục đích tạo độ sánh nhé, để cho nó tương ớt bạn nhé. Ừ.
Rồi bây giờ tôi bắt đầu tiến hành đi làm để đồ nướng các bạn nha. Rồi, xin giới thiệu các bạn nhé, món cá tầm nướng hành thì là mắc khén, mì chính hạt lêm của tôi là đã ướp xong gia vị nhá. Bây giờ tôi sẽ cuốn giấy bản và sẽ nướng món cá này. Ok, đây là chúng ta sẽ chuẩn bị bếp để nướng. Ôi giời ơi, sao mà khổ. Cải này ăn nhiều món nhỉ? Nhưng riêng cái loại cá này đặc thù nó không tanh. Nó biến rồi. Huy Anh nó lại kim nó ra cá này. Cuốn cải mèo. Anh rót cải cò nó hợp hợp mà không ngon đã hết vị cay ngon chấm vào ấy. Em thả luôn cái miếng vào đây. Cá này ăn dai hả? Cá này ăn dai chú đùa anh kéo đỏ ấy. Ủa, gần thịt không bao giờ xương cái đấy, cái đấy thụn đấy. Thụn này ngon lắm ấy. Ăn đứng này đấy. Em cuốn này, các anh mà cuốn này. Đấy, em cuốn cái đấy, em cuốn đầu cái đấy rồi. Kéo tôi kéo này, cứ cuốn đi. Để cái kéo đây. Xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Cuộc Sống Ẩm Thực của chúng tôi. Các bạn xem video, hãy nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ tôi nhé.